Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau ở hai trận chung kết lượt đi và lượt về diễn ra vào lúc 19:30 ngày 13 tháng 1 trên sân Mỹ Đình và lượt trận lượt về lúc 19:30 ngày 16 tháng 1 tại sân Thammasat. Sau chiến thắng đầy ấn tượng trước đội tuyển Indonesia với tỷ số 2-0 ở lượt bán kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã bước vào chung kết AFF Cup 2022 và tiến gần hơn đến chức vô địch. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam của chúng ta tại chung kết AFF Cup 2022 là đội tuyển Thái Lan. Đây là lần thứ hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan chạm trán nhau ở chung kết một kỳ World Cup. Lần trước là tại AFF Cup 2008, khi đó đội tuyển Việt Nam đã thắng Thái Lan 2-1 ở trận lượt đi trên sân khách. Sau đó Việt Nam hòa Thái Lan 1-1 trong trận lượt về ở Mỹ Đình để lần đầu đăng quang vô địch ở giải đấu. Cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Việt Nam năm nay được xem là một trận chung kết trong mơ. Hai đội chính là đại diện ưu tú nhất của Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại. Tại AFF Cup 2022, tuyển Thái Lan và Việt Nam cho thấy cả hai đội là đội bóng mạnh nhất. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại kỳ phùng địch thủ Thái Lan tại chung kết AFF Cup 2022. Lịch sử đối đầu giữa hai đội vẫn đang nghiêng về Thái Lan. Cụ thể là đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đã chạm trán nhau 28 lần trong quá khứ, tính từ năm 1995 trở lại đây. Đội tuyển Việt Nam chỉ thắng 3 trận, còn hòa 9 trận và thua tới 16 trận. Ở đây tôi không phải là muốn đề cao đội tuyển Thái Lan, mà bây giờ Việt Nam đã khác rồi. Sau thời huấn luyện viên Bang Sơ, đội tuyển Việt Nam đã mạnh lên. Chiến thắng đậm nhất của đội tuyển Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam là tại chung kết SEA Games 1995 và bán kết Tiger Cup năm 2002. Cả hai trận đấu đều kết thúc với tỷ số 4-0 cho Thái Lan. Trong khi đó, chiến thắng đậm nhất của đội tuyển Việt Nam của chúng ta trước Thái Lan là trận bán kết Tiger Cup 1998. Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0. Tính trên mọi đấu trường thì trận thắng gần nhất của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan đã diễn ra cách đây gần 4 năm, đó là khi Anh Đức ghi bàn thắng duy nhất ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng cho Việt Nam tại bán kết kỳ King Cup năm 2019. Tính riêng ở AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đã gặp Thái Lan 8 lần, trong khi đó 3 lần diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về. Như vậy, đội tuyển của chúng ta và đội tuyển Thái Lan đã gặp nhau tổng cộng 11 trận tại giải đấu lớn nhất Đông Nam Á. Trong lần chạm trán gần nhất tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam đã bị đội tuyển Thái Lan loại ở bán kết. Đội bóng của chúng ta để thua 0-2 trước lượt đi. Trận đấu lượt về diễn ra sau đó vài ngày, chứng kiến một đội tuyển Việt Nam thi đấu bế tắc khi không thể ghi bàn vào lưới của Thái Lan và chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng. Dù vậy thì người hâm mộ có quyền hy vọng một kết cục có hậu cho đội tuyển Việt Nam ở giải đấu lần này. Trong quá khứ, các chiến binh sao vàng của chúng ta đã đánh bại Thái Lan ở AFF Cup 2008 nhờ những pha lập công của Vũ Phong, Công Vinh để có lần đầu tiên đăng quang chức vô địch. Đây cũng là lần duy nhất hai đội chạm trán với nhau tại chung kết giải vô địch bóng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Với những gì đã thể hiện, cả đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đều chứng tỏ rằng họ xứng đáng lọt vào chung kết. Đây chính là cuộc đọ sức được chờ đợi nhất. Truyền thông cũng như người hâm mộ Đông Nam Á đã ví von đây là trận chung kết trong mơ. Tại giải đấu lần này, đội tuyển Việt Nam đã tiếp tục thể hiện khả năng phòng ngự vững vàng. Sau 6 trận đấu, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa để thủng lưới bàn nào. Về đội tuyển Thái Lan, họ chơi tấn công rất ấn tượng. Ngoài chiến thất bại 0-1 trước đội tuyển Malaysia ở trận bán kết lượt đi, đội tuyển Thái Lan trận nào cũng ghi bàn và tiền đạo Dangda vẫn duy trì được khả năng dứt điểm đầy ấn tượng. Tuy nhiên thì đội tuyển Thái Lan sẽ gặp bất lợi khi khả năng ra sân tại trận chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình của Dangda đã bị bỏ ngỏ. Cầu thủ này đã dính chấn thương trong trận bán kết lượt đi gặp đội tuyển Malaysia và chưa chắc anh này đã có thể thi đấu. Ngay cả khi bình phục thì Dangda cũng khó có thể đạt được trạng thái thể lực sung mãn nhất. Thêm một chi tiết đáng chú ý để tạo nên sự tự tin cho đội tuyển Việt Nam là đội tuyển Thái Lan chơi trên sân khách không tốt tại AFF Cup 2022. Ngoại trừ trận thắng đội tuyển Brunei quá yếu, chơi trên sân không tập trung. Ở hai trận sân khách đã chơi, đội tuyển Indonesia và đội tuyển Malaysia, đội bóng của huấn luyện viên Mano Bonking đều không thể giành chiến thắng. Trong trận đấu mang tính cân não, huấn luyện viên Bang Seo sẽ biết cách giúp đội tuyển Việt Nam có được hiệu quả cao nhất. Tiền đạo Tiến Linh luôn có hiệu quả cao trên sân Mỹ Đình cũng như là điểm tựa của đội tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng. Do AFF Cup 2022 áp dụng luật bàn thắng trên sân khách nên việc chú tâm vào khâu phòng ngự cũng rất quan trọng cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Thủ môn Đặng Văn Lâm đang có phong độ rất cao và các hậu vệ chơi ăn ý do có thời gian dài chơi cùng nhau sẽ mang đến sự chắc chắn cho đội tuyển Việt Nam. Trong thế trận chặt chẽ, đội nào chớp thời cơ tốt hơn sẽ thắng. Về khả năng tận dụng cơ hội như vậy trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam có phần nhỉnh hơn đội tuyển Thái Lan. Đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan: đội tuyển Việt Nam có thủ môn Đặng Văn Lâm, Tiến Dũng, Thành Trung, Ngọc Hải, Tấn Tài, Văn Hậu, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải, Tuấn Hải và Tiến Linh. Đội tuyển Thái Lan gồm có Fato Makakul, Bureret, Kaman, Bumathan, Hemvibon, Yoye, Hai Prakon, Panja, Phala, Chamrat Sami và tiền đạo cực kỳ nguy hiểm Dangda. Sau khi đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia ở trận lượt đi trận cuối cùng của bán kết AFF Cup 2022, báo chí trong nước và khu vực đồng loạt đăng tin nhiều bài viết ca ngợi chiến tích của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Đáng chú ý là trên truyền thông Thái Lan còn đầu tiên lên tiếng thừa nhận bóng đá Việt Nam là số 1 Đông Nam Á. Cụ thể, trong bài đưa tin sau trận đấu của mình, tờ Sai Sport, trang báo thể thao của Thái Lan, dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam xứng đáng là số 1 Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia nhẹ nhàng nhờ hai bàn thắng của Tiến Linh. Họ sẵn sàng duy trì thành tích sạch lưới. Trong khi đó, tờ Thairat đặt câu hỏi liệu đội tuyển Thái Lan có thể lần thứ 3 vô địch AFF Cup hay không. Họ sở hữu hai chỉ số thống kê ấn tượng và hành trình giành vé vào chung kết. Thairat viết:
đội tuyển Việt Nam đang thực sự nóng máy. Họ có 14 bàn thắng vào lưới của đối thủ nhưng chưa một lần nào phải nhận bàn thua. Điều này cho thấy đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo mạnh trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Đây là cơ sở tin rằng họ có cơ hội lớn giành chức vô địch. Về phần mình, truyền thông của Indonesia cũng thừa nhận rằng Việt Nam đã chơi trên cơ hoàn toàn đội nhà ở lượt trận bán kết lượt về. Tờ Bola Sport viết, một lần nữa Việt Nam lại trở thành cơn ác mộng của đội tuyển Indonesia. Sau hai lượt trận, đối thủ cho thấy thực sự vượt trội với chiến thắng 2-0 tại sân Mỹ Đình lấy vé vào chung kết AFF Cup 2022. Tiến Linh, Hùng Dũng, Văn Hậu cũng là các nhân tố chủ chốt cho đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Seo cũng chứng minh sự cao tay trong tài sử dụng quân của mình. Ông thực sự khiến người đồng hương là Shin Tae-yong phải tâm phục khẩu phục. Năm năm qua, thầy Park Seo đã làm được cho đội tuyển Việt Nam rất nhiều. Cụ thể là hơn 5 năm gắn bó với đội tuyển Việt Nam, thầy Park Seo đã gặt hái được nhiều thành công ở các cấp độ đội tuyển. Bắt đầu bằng kỳ tích U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc, đội tuyển Olympic Việt Nam đã lọt vào bán kết ASEAN 2018. Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết ASEAN Cup 2019 và đỉnh cao là tới vòng loại World Cup 2022. Bên cạnh đó là hai tấm huy chương vàng SEA Games 30 và SEA Games 31, giúp bóng đá trẻ của Việt Nam khẳng định vị thế trong mối tương quan với đội bóng Thái Lan. Nốt trầm duy nhất trên đấu trường của khu vực đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo chính là việc bị Thái Lan loại ở bán kết AFF Cup 2020 cuối năm ngoái. Đây cũng là trận thua duy nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo ở cấp độ đội tuyển quốc gia trước Thái Lan tính tới thời điểm này. Quyết tâm trả nợ của huấn luyện viên Park Hang-seo càng lớn khi ông chưa từng thắng Thái Lan ở một giải đấu chính thức nào. Hai trận lượt đi và về vòng loại thứ hai World Cup 2022, hai đội đều hòa với tỷ số 0-0. Trận thắng duy nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo trước đội tuyển Thái Lan là ở giải giao hữu King Cup 2019 với bàn thắng duy nhất được ghi ở phút bù giờ cuối cùng của Anh Đức. Và Anh Đức hiện đang làm trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo tại AFF Cup 2022. Hơn nữa, AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam và có cơ hội thắng Thái Lan ở trận chung kết. Ông Park Hang-seo có chia sẻ, mục tiêu của tôi là giành ngôi vô địch AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam đã mang nhiều niềm vui cho người hâm mộ khi đăng quang AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi. Nhưng ở AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam đã thua Thái Lan. Tôi sẽ không để thua hai trận liên tiếp trước cùng một đối thủ. Vì thế mà tôi sẽ trả hết món nợ ở giải đấu sắp tới. Nếu thành công ở trận chung kết AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ giúp bóng đá Việt Nam khẳng định lại vị thế hàng đầu của khu vực. Ở cấp độ U23, huấn luyện viên Park Hang-seo đã liên tiếp khiến Thái Lan phải nhận trái đắng trong khoảng hơn 3 năm gần đây. Trong trận đầu tiên dẫn dắt U23 Việt Nam với tư cách là chủ nhà, U23 gặp Thái Lan ở vòng loại bảng K của U23 giải châu Á 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cùng các học trò thắng thuyết phục 4-0, bàn thắng của Đức Trinh, Hoàng Đức, Thành Trung và Thanh Sơn trên sân Mỹ Đình. Tới chung kết SEA Games 31 hồi tháng 5 năm 2022, U23 Việt Nam đã thắng U23 Thái Lan 1-0, cũng trên sân Mỹ Đình nhờ cú đánh đầu đẳng cấp của Nhâm Mạnh Dũng. Và liệu phía trước, cái duyên trên sân Mỹ Đình có thể giúp đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo lần đầu tiên thắng Thái Lan ở một giải đấu chính thức, qua đó tạo lợi thế trước trận chung kết lượt về trên đất Thái. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin nói lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.